Chào các em, chào mừng các em đến với chương trình phân tích về điện tâm đồ. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các em phân tích một trường hợp. Đây là một bệnh nhân nam 46 tuổi. Thì từ 2 tháng nay, bệnh nhân hay có cảm giác bị hụt hơi và có những cơn hồi hộp đánh chóng ngực. Hôm nay bệnh nhân đi khám kiểm tra và đây là điện tâm đồ của bệnh nhân. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích điện tâm đồ. Thì về mặt kỹ thuật thì ở đây ta thấy là mắt đúng điện cực. Do ở AVR, sóng B, phức bộ QS và sóng T đều âm. Ở chuyển động ngoại vi còn lại thì không có hình ảnh phức bộ QS và sóng T âm như ở AVR. Tốc độ đo 25 m trên giây là chuẩn. Biên độ đo ở các chuyển động ngoại vi là 10 m trên 1 mV. Đây là biên độ đo chuẩn. Biên độ đo ở các chuyển động trước ngực V1, V2, V3 là 50 m trên 1 mV. Đây là biên độ đo giảm một nửa so với chuẩn. Do đó để tính biên độ của các sóng thì ta cần phải nhân cho 2. Ở các chuyển đạo V4, V5, V6 thì là 10 m trên 1 mV, thì đây là chuẩn. Hình ảnh điện tâm đồ rõ nét và các phức bộ sóng thì thẳng hàng. Về mặt phân tích thì ta thấy là có sóng B ở chuyển đạo D2, chuyển đạo D1, có sóng B dương ở chuyển đạo D1, D2, AVF và sóng B âm ở AVR. Sau mỗi sóng B là một phức bộ QRS, do đó đây là nhịp xoang. Ở trên chuyển đạo kéo dài thì ta thấy là nhịp không đều. Có những nhịp có phức bộ QRS hẹp và có những nhịp có phức bộ QRS rộng. Những nhịp có QRS hẹp thì có khoảng cách RR bằng nhau. Và khoảng cách RR từ nhịp có phức bộ QR hẹp đến QRS rộng nhỏ hơn khoảng RR của QRS hẹp. Do đó nhịp này gọi là nhịp đến sớm và đây chính là ngoại tâm thu. Và có QRS rộng cho nên đây chính là ngoại tâm thu thấp. Ngoại tâm thu thấp thì có dạng đơn độc, có dạng ngoại tâm thu hai ngoại tâm thất liên tiếp và có dạng là ba ngoại tâm thu thất liên tiếp. Với trường hợp mà ba ngoại tâm thu thất liên tiếp thì ta còn gọi là nhân thất ngắn. Bên cạnh đó ở chuyển đạo trước ngực thì ta thấy là QRS âm ở V1, V2, V3 và QRS dương ở V4, V5, V6. Do đó ngoại tâm thu thất này có nguồn gốc từ bên phải. Ở trên chuyển đạo trước ngực QRS dương ở D3 AVF và âm ở D1 AVL. Do đó gợi ý ngoại tâm thu thất này có nguồn gốc từ buồng thống thất phải. Ngoài ra ngoại tâm thu thất xuất hiện ở sau sóng T, nghĩa là không phải là dạng R trên T. Về tần số tim thì đây là nhịp đều có ngoại tâm thu nên ta tính nhịp như bình thường. Khoảng cách RR là 18 ô nên tần số tim là bằng 1.500 chia cho 18 là bằng 88 lần trên phút là trong giới hạn bình thường. Về trục điện tim thì ở D1 phức bộ QRS là dương ưu thế, AVF phức bộ QRS là âm ưu thế. Do đó ta xét D2 thì ở D2 ta thấy phức bộ QRS là dương ưu thế. Do đó trục điện tim này là trục trung gian. Về dẫn truyền thì ta thấy là PR là 4 ô là 0,16 giây là bình thường. QRS là 2 ô là 0,08 giây ở trong giới hạn bình thường. Về QT thì ta tính bằng công thức là QT hiệu chỉnh là QTC bằng QT chia cho căn bậc 2 của RR. Thì ở đây QT ta đếm ra được 10 ô, RR ta đếm ra được là 18 ô. Do đó QTC ta tính ra được là bằng 0,47 giây. Như vậy thì nó lớn hơn 0,44 ở giây, 0,44 giây ở nam. Do đó đây là QT kéo dài. Về xem có hiện tượng điện thế thấp hay không. Thì ở chuyển động ngoại vi ta thấy ở D2 phức bộ QRS có biên độ là 7 mm, lớn hơn 5 mm. Ở chuyển đạo trước ngực QRS ở V2 có biên độ là 13 và phải nhân cho 2 lên bằng là 26 mm, nghĩa là lớn hơn 10 mm, như vậy là không có hiện tượng điện thế thấp. Về dấu hiệu lớn nhĩ thì sóng B ở D2 có biên độ là 1,5 mm, nhỏ hơn 2 mm, không có dấu hiệu lớn nhĩ phải. Sóng B ở D2 có thời gian là 3 ô là 0,12 giây, đây là thời gian bình thường. Cái đến là sóng B pha âm ở V1 thì có biên độ là 0,5 mm nhưng mà phải nhân cho 2 lên là 1 mm. Thời gian của nó là một ô nhỏ là 0,04 giây. Như vậy tính ra nó là bằng 0,04 mm chấm giây. Như vậy là không có dấu hiệu của lớn nhĩ trái. Về lớn thất thì ta xét lớn thất phải thì ta lấy RV1 cộng SV5 thì bằng 0,5 nhân cho 2 cộng cho 8 thì bằng 9 mm, nhỏ hơn 11 mm, như vậy không có dấu hiệu lớn thất phải. Xét dấu hiệu lớn thất trái thì ta lấy SV1 cộng RV5 hoặc là RV6. Do RV5 cao hơn RV6 nên ta lấy RV5 thì bằng là 8 phải nhân cho 2 cộng cho 11 thì là bằng
27 nhỏ hơn 35mm, như vậy là không có lớn thách trái theo tiêu chuẩn của Solocop Lyon. Ta xét luôn thử tiêu chuẩn cọc neo, thì ta lấy RAVL cộng cho SV3 thì bằng 4 cộng cho 6 nhân cho 2 thì là bằng 16 nhỏ hơn 28. Như vậy thì nhỏ hơn 28 ở nam, như vậy là không có lớn thách trái theo tiêu chuẩn cọc neo. Tiếp theo ta phân tích sóng Q, đoạn ST và sóng T, thì ta thấy là không có sóng Q, các đoạn ST đẳng điện và sóng T chấm nhận bình thường. Thì như vậy đến đây thì ta có thể kết luận thì đây là nhịp xoăn đều, có QT dài, có ngoại tâm thu thất, có dạng đơn, dạng hai ngoại tâm thu thất liên tiếp và có dạng nhân thất ngắn. Ngoại tâm thu thất thì xuất phát từ buồng tống thất phải. Thì mình bàn luận chút xíu, thì ở bệnh nhân có QT dài mà có ngoại tâm thu thất dạng nhanh thất, do đó bệnh nhân có nguy cơ cao bị những cơn rối loạn nhịp nguy hiểm và bệnh nhân này thì cần phải nhập viện để xử trí thích hợp. Thì nguyên nhân gây ra QT kéo dài thì cần phải nhanh chóng xác định, như là nguyên nhân do bệnh mạch vành cấp hoặc là mãn, do rối loạn điện giải như là hạ kali hoặc là amê máu, do các thuốc chống rối loạn nhịp, các thuốc chống trầm cảm ba vòng, hoặc là do QT kéo dài bẩm sinh. Như vậy thì phần trình bày của tôi về điện tâm đồ này đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại các em trong phân tích các điện tâm đồ tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.